điểm thi giữa học kỳ, có một người trong lớp mình điểm rất là thấp. Chắc chắn là ông Phi luôn, tại vì ông học giỏi lắm, em biết mà. Không, người đó là Nguyễn Hoàng Quanh. Cái gì? Lại đây em nói nhỏ. Thầy nhìn vô mắt của em đi, nhìn sâu vô. Em sẽ hỏi thầy một câu này, thầy có thương em không? Thầy thương em, nên thầy mới muốn em cố gắng đó. Cố gắng nha, học trò của thầy. Sao em lại ở đây? Rồi thầy Khải đâu? Thầy bắt em ngồi ở đây học bài nè. Tại sao lại học ở trong phòng thầy, trong khi thầy không ở đây nữa? Thì em có muốn đâu. Kệ em. Quanh à, thầy... thầy quý em như là một em gái, và thầy luôn hy vọng công việc và cuộc sống của em sẽ tốt hơn. Tôi không cần.